Ngày hôm nay thì các bạn sẽ được gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Không biết là bạn bên kia dễ thương hay không, nhưng mà cái bạn nữ bên đây đã hơi hơi dễ thương rồi. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia ạ. Chào bạn. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền ạ. Nay thì em 27 tuổi. Nghề gì, làm nghề gì Tuyền? Dạ, em làm giáo viên của trường Quang Trung ở huyện Củ Chi á anh. Bạn là từ xưa giờ sinh ra lớn lên Củ Chi luôn hả? Hồi xưa thì em ở dưới Tiền Giang, rồi năm lớp 7 thì em mới lên Củ Chi, rồi em ở Củ Chi từ đó tới giờ luôn ạ. Tuyền ở Củ Chi đó, bạn trai giới thiệu về mình đi. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em 34 tuổi, em tên Lộc, quê Bến Tre. Làm nghề gì Lộc? Dạ, em làm bên công nghệ thông tin. Bến Tre là thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, hơn 10 năm. Mấy mối tình rồi? Dạ, được 2 mối tình chính thức, còn râu ria thì cũng quen 3-4. Vậy sao mình không tìm cho mình một đối tượng để đi chung con đường mà phải râu ria hoài vậy? Thì nói chung là cũng có tìm nhưng mà không có hợp tính nên chia tay sớm, bắt đầu khổ. Chia tay sớm là sớm bao lâu mới chia tay? Có thể là quen 1-2 tháng, 3 tháng gì đó, thấy tính tình nó không có hợp nên kết thúc sớm. Sơ yếu tình trường sơ sơ đó. Dạ. Còn bạn nữ có thể Mộng Tuyền thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tính đến nay thì em có 2 mối tình chính thức chị. Rồi cũng có râu ria nữa hả? Dạ. Nghĩa là yêu song phương á chị. Còn những cái chuyện tình đơn phương thì nó cũng nhiều. Em nói luôn cái lý do mà em tới giờ này vẫn chưa tìm được bạn trai. Dạ, đó là bởi vì em cảm thấy là em thích công việc. Cái người yêu đầu tiên á thì anh ấy chia tay là bởi vì em đam mê cái nghề làm MC quá. À, có làm MC nữa hả? Dạ. Rồi xong cái người bạn trai thứ hai thì lúc đó là em cũng 25 tuổi rồi. Và anh ấy thì nghĩ rằng là thôi em nghỉ dạy đi, nghỉ làm MC đi, rồi về nhà chỉ làm công việc nội trợ thôi. Thì em không chấp nhận được điều đó, bởi vì phụ nữ hiện đại thì cũng phải cần có cái sự đúng rồi, nó có công việc, có sự nghiệp của mình nữa chị. Và em cảm thấy là hai người không hợp nhau. Ủa rồi bây giờ mình còn làm MC không? Dạ còn, em là MC sự kiện của mấy cái sự kiện của ngành. Bây giờ làm thử đoạn bạn muốn hẹn hò nghe coi chơi. Đúng rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì các bạn sẽ được gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Không biết là bạn bên kia dễ thương hay không, nhưng mà cái bạn nữ bên đây đã hơi hơi dễ thương rồi. Bên đây là cực kỳ dễ thương. Đúng rồi. Dạ, trong trường mình dạy môn gì Tuyền? Dạ, em dạy ngữ văn á chị. Tính tình của em thì em có thể gom mình lại trong 3 tính từ. Thứ nhất là em là một đứa rất là lãng mạn. Bởi vì em học văn cho nên em khá là lãng mạn. Em viết thơ, em làm văn. Chết rồi, em khô khan. Sắp tới em cũng sắp xuất bản tập thơ. Vậy hả? Xuất bản luôn hả? Nhưng mà chị đừng kêu em đọc thơ. Sao vậy? Em không nhớ thơ em. Em không nhớ thơ em rồi làm rồi thơ em sao người ta nhớ? Tại em làm nhiều quá nên em không nhớ thôi, nhưng mà vậy em làm tại chỗ xuất khẩu thành thơ một bài thơ đi. Hôm nay bạn muốn hẹn hò. Em đang chờ đợi chuyến đò đời em. Cuộc đời lắm nỗi chuyên chuyên. Chỉ mong ghé bến cho yên lòng mình. Hay. Cũng được. Chưa bằng lắm nhưng mà cũng được. Cảm giác như thế nào? Rất là hay, giỏi, là em thích người giỏi giang lắm, lãng mạn lắm chị. Bây giờ bạn nam có cái khả năng gì mình phải đáp lại bạn nữ chứ? Thôi em tra một đoạn thôi. Rồi. 2-3. Sáng hôm nay trên đường quê có một đám cưới rước dâu về thôn xóm khác. Cô dâu áo hồng khăn tía, chàng rể xinh xinh ôm chặt chiếc khai trầu. Dạ, thôi được. Tiếp đi đó. Hỏi cô em gái cùng thôn sao dội giả đi lấy chồng, bỏ lại giường cao còn non trái với mấy luống trầu chưa kịp khai mương. Dường nhà em nhờ anh qua làm thế, em lấy chồng là theo lệnh của mẹ cha. Em lấy chồng vào cả xóm mừng vui, chỉ có mình anh là ngẩn ngơ buồn ba. Đó. Hát cải lương được nữa. Hả? Thiệt. Bữa nay hát cải lương được nè, anh Linh ơi. Làm luôn đi, làm luôn cho nó vui. Đúng rồi. Em hát đầu đoạn của bài Con Gái Của Mẹ.
Mẹ ơi phận gái 12 bên nước biết bến nào trong biết sông nào đục. Biết rủi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Cặp này quá dữ rồi. Trời ơi cô giáo. MC làm gặp anh rồi. Gặp chưa? Gặp ở đâu? Có lần anh về trường em quay Vượt Lên Chính Mình. Phải không? Dạ. Bây giờ anh này anh miền Tây cũng dễ thương lắm. Nhìn thấy anh là mặt rất là hậu. Cho em coi. Coi ai vậy? Tự tự. Muốn chồng chưa? Hơi hơi à anh. Hơi hơi rồi hả? Dạ. Em muốn chồng như thế nào? Em thích người đó cao hơn em. Rồi. Phải hiểu cái công việc, hiểu cái đam mê của em. Hiểu hai người này hát chung cải lương là hiểu rồi đó. Phải là một người chung thủy, không có lăng nhăng. Em không thích hút thuốc. Nói chung là phải biết nghĩ cho gia đình nữa. Rồi nha, thấy được á, anh này cũng dễ thương lắm. Bây giờ cái điểm nào em không thích ở người bạn nam nữa? Em không thích là anh ấy không có cầu tiến. Nghĩa là không có cái niềm say mê trong công việc. Về ngoại hình thì em cũng không thích người nào mà bụng bự quá. Có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Dạ giống anh Quý Bình. Bụng bự. Dạ chào chị. Có cái bụng bự. Trời hát ngọt quá ha. Nhỏ mà chị. Bụng vậy mà hơi dữ vậy hả? Dạ. Mình có tật xấu gì không? Dạ tật xấu nhiều lắm. Ví dụ? Chắc là lười. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Dạ em không thích bạn như là đua đòi quá. Như là trang điểm nó lè lè quá. Trang điểm nhiều quá thành trang trí mất rồi nó không đẹp. Vậy là trang trí hay trang điểm? Trang trí đó. Muốn vợ không? Muốn. Cho nói là anh này là trang điểm. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ chắc 3 tháng rồi lên. 3 tháng đến 5 tháng rồi tìm hiểu. Nhanh dữ vậy? Đã chuẩn bị gì? Dạ muốn vợ rồi chị. Nhưng mà chuẩn bị gì cho việc lấy vợ chưa? Dạ, chuẩn bị hết rồi, thiếu con dâu, cô dâu thôi. Hết là cái gì ví dụ? Như vòng vàng nhà cửa thì được nửa cái rồi. Vòng vàng thì có nhà cửa ở đâu mà được nửa cái? Thì chuẩn bị sẵn mua chị. À có nghĩa là tiền trong túi là được nửa cái rồi phải không? Tiền đặt nhà hàng đồ có chưa? Dạ cái đó chắc phải vài tháng nữa đi. Vài tháng nữa ha. Coi như giờ ráng xây sở được cái gì? Xây sở được. Dạ dạ. Có chỗ mượn nợ đúng không? Dạ. Mượn anh Nguyễn Linh kìa. Được. Yên tâm. Miền Tây kế bên tôi là Bến Tre gần Tiền Giang mà. Dạ đúng rồi. Hôm nay mình đi có người thân đi theo ủng hộ mình không? Có em họ của em á chị. Dạ em kính thưa chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là em họ của chị Tiền. Bình thường chị ở nhà có kén lắm không? Sao cũng nhiều tài vậy mà chưa có bạn trai? Dạ chị cũng không kén lắm. Chị chỉ lo công việc nhiều quá rồi hết thời gian rồi cũng không có thời gian để mà tìm bạn trai của mình. Thấy anh bên kia sao? Hợp với Tiền không? Dạ, nhìn anh cũng được, cũng vui tính. Còn chuyện mà chị Tiền có bấm nút hay không thì em để cho chị tự cảm nhận rồi quyết định. Mà em muốn chị Tiền bấm nút không? Dạ muốn. Muốn hả? Được rồi, vậy được rồi. Bạn trai thì sao? Mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có hai bé làm chung. Em thấy chị này cũng được, cũng hiền đó anh. Nhưng mà anh Lộc của em hiền hơn đó. Nên chị đừng có ăn hiếp mà Lộc của em mà được. Kéo màn lên đi. Nôn hai người này quá. Về hai người cứ suốt ngày hát cái lương ăn cháo luôn. Rồi kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp mặt trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. À, chào anh. Dạ em chào anh. Anh có món quà bạn em. Dạ em cảm ơn. Mèo Kitty. Lần đầu gặp thì cũng có ấn tượng. Em rất là năng động. Dạ. Nói chung là cũng người đáng tin tưởng. Nhưng mà cổ làm MC đó, có cho cổ làm MC không hay là cấm cổ làm? Dạ đúng rồi. Dạ cái đó đam mê chắc chấp nhận được. Tại cô vì em nói chuyện cũng dở lắm nên cần người phải chia sẻ hơn nữa. Cổ làm MC có đâu nói chuyện với em, có nói chuyện người khác không á. MC thì em sẽ phải trang điểm rất là nhiều mà nãy em nghe anh nói trang trí là... trang điểm giống như trang trí thì em lại sợ. Thì nói chung là mức độ chấp nhận được thì tốt thôi. Dạ. Chứ đừng có nhiều quá. Giống vậy được không anh? Dạ ok rồi. Bạn ấy nãy có nói là 3 tháng quen 3 tháng cưới luôn. Em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu mà để tìm hiểu thì phải hơn cái thời gian đó. Nhưng bạn giờ bạn yêu bạn quá bạn cưới luôn thì được sao? Phải tìm hiểu cho kỹ chứ anh. Thí dụ giờ bạn yêu luôn nè, bạn nói được cưới luôn thì em chịu không? Chưa. Chứ ý em muốn bao lâu? Ít nhất cũng phải tìm hiểu khoảng 1 năm. Tại vì là em sợ
mình phải kỹ lưỡng để coi là em có thật sự phù hợp với anh hay không. Lộc thấy sao? Dạ, nói chung là cũng bạn nói cũng đúng, là tìm hiểu thì tại em nói đại khái cái thời gian thôi, chứ còn 3 tháng hay 5 tháng thì cũng là cũng hơi ít, để nhưng mà ở gần thì không nói gì, gặp nhau thường xuyên thì có thể dễ biết, còn như xa xôi thì nó lại khác. Thôi được rồi, hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có những khoảnh khắc để quyết định hẹn hò không hẹn hò. 3 tiếng đếm, nếu các bạn không đồng ý hẹn hò thì đừng bấm. Đồng ý hẹn hò là chúng ta đang nghĩ đến điều gì đó nó xa hơn nữa. Quyết định 3 2. Một. Có vẻ bạn Lộc cũng nôn nao quá đúng không? Dạ cũng hồi hộp. Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Đấy. Cảm giác sao? Mềm với ấm. Hồi nãy chưa có điện gì, giờ thấy có điện gì chưa Tuyền? Để chờ thời gian nữa coi sao chị. Trời sao khó vậy? Điện không xâm nhập được hả? Em không biết nữa. Cảm nhận của anh á là hai người rất là hợp lý với nhau ha. Nào, hãy đi xem phim và hiểu nhiều hơn. Cảm ơn em. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Chúc hai bạn sớm có một mái ấm gia đình tràn ấp tiếng cười và tiếng hát. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Quyền Linh và cảm ơn các bạn khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy nắm tay được lấy đi xem phim. Công nhận cặp đôi này có cái giọng hát, giọng cổ ngọt ghê luôn. Còn dễ thương, hai người có vẻ trưởng thành, có vững vàng trong tương lai rồi. Rất là vui khi được mai mối thành công cặp đôi đầu tiên này. Và bây giờ chúng tôi sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin hạ màn. Em mốt lấy nhau về tiền bạc ai quản lý? Em tính hết rồi. Tính hết rồi. Và mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Rồi, chào em Quyền Linh và em chào các bạn. Chào bạn. Chúng ta sẽ đợi bạn trai ra nha. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Rồi, chào bạn. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Quang Huy. Hiện là giám đốc chi nhánh công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng. Hôm nay mình 30 tuổi. Ủa vậy là giờ mình ăn ở Đà Nẵng luôn hả ba? Dạ em ở Đà Nẵng, mới bay vào tối hôm qua. Ồ. Vô Sài Gòn kiếm vợ hả? Dạ. À khoan, vậy em giới thiệu về mình đi, em giới thiệu tên. Em là Vi Linh. Linh. Em 30 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Nhưng mà em ở đâu? Em là người Đà Nẵng không chị? À bây giờ đang làm việc ở Đà Nẵng luôn hả? Dạ không, em làm việc ở trong này. À cùng quê thôi, nhưng bây giờ một người làm việc ở Sài Gòn, một người làm việc ở Đà Nẵng. Dạ. Nhưng nếu vậy thì các bạn quyết định khi mà là tiến tới hôn nhân thì sẽ ở Đà Nẵng, ở thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm mọi người? Em thì chắc là về ở Đà Nẵng. Rồi còn bạn gái? Em thì cũng tùy, nếu mà thấy được thì em cũng muốn về nhà. Nhưng được. Mà em vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ em cũng làm lâu rồi chị. Mình làm kỹ sư, là kỹ sư gì? Xây dựng là làm thì kinh tế xây dựng. Em làm hợp đồng rồi hồ sơ thầu rồi thanh toán quyết toán của chủ đầu tư á chị. Điểm mạnh điểm yếu của mình một chút cho bên kia nghe. Nói chung là ví dụ như là nấu nướng này, hay giặt giũ hay chăm sóc gia đình thì em có thể làm được hết. Chăm sóc người bệnh vậy đó. Tại vì em hay ở với mấy đứa em, rồi mấy đứa hay đau ốm thì em cũng chăm sóc vậy đó. Rồi. Với lại em biết sửa mấy cái đồ như mấy cái đồ điện nước trong nhà mà nó có lỡ mà có hư ít chứ. Sửa được luôn? Dạ. Hay vậy ta, tướng có chút ép thì mà sửa điện nước trong nhà luôn hả? Ý là ví dụ như nó hư một xíu ở mấy cái chỗ rò nước thì em vẫn có thể làm được với cái chuyện đó chị. Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, thẳng tính đâu. Với lại nếu mà thấy ai mà bừa bộn hơi cầm ràm. Không sao đâu, phụ nữ cầm ràm chút cũng được. Bạn nam có cảm nghĩ như thế nào về những ưu khuyết điểm của bạn nữ? Dạ em thấy bạn nữ khá là cần bạn, biết được nấu ăn rồi sửa rất là giỏi. Kỹ sư xây dựng nữa cũng giỏi đúng không? Dạ rất là giỏi. Công việc của bạn là giám đốc chuyển phát nhanh hả? Dạ công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng, quản lý cả toàn miền Trung. Ồ chức lớn quá nhờ.
Vậy thì nhân viên nhiều lắm mà mình không có để ý ai thôi. Dạ, chuyển phát nhanh thì đa số là nam giao nhận hàng hóa. À. Dạ, chỉ có kế toán, chỉ có một, hai người kế toán thôi. Không để ý người kế toán nào chân hả? Bạn có ưu khuyết điểm gì? Bạn khá hòa đồng, cũng vui vẻ, thật thà. Còn ý khuyết điểm là cũng là đồng tính, ít nói. Lý do ế hả? Dạ. Bạn được mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em được hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì quan hồi đi học. Mối tình thứ hai thì mới chia tay cách đây một năm. À, Linh thì sao? Bạn có những yêu cầu nào đặt ra cho người bạn trai mà mình mong muốn? Em thích người cao. Em thích người mà biết chăm sóc gia đình đó. Ví dụ như phụ giúp vợ trong cái việc nhà. Ví dụ như hai vợ chồng cùng làm thì nó... Vấn đề đó em yên tâm. Em sống là một người hướng về gia đình. Bạn trai biết nấu ăn không? Có chịu phụ bạn gái nấu ăn không? Dạ biết chị. Em sống tự lập mà sớm này nha. Vấn đề đó không biết. Đúng rồi. Nấu món gì ngon nhất? Ở con mình à. Em thì nấu còn không ngon nhưng mà nói chung là biết nấu. Biết chăm sóc vợ không? Dạ biết chứ, không biết thì sao được. Nếu vợ giận thì mình làm gì? Giận thì cũng tùy, thì mình có thể tạo dẫn nào đi chơi xem phim. Nếu vợ không đi. Anh có già trưởng lắm không? Không à. Anh sống rất là thoải mái trong vấn đề tình yêu và gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Điều gì Linh không thích ở người bạn trai? Em không thích người quá chi ly nè, tính toán á. Rồi không thích người ăn nhậu nhiều. Ồ, bạn trai có ăn nhậu không? Dạ không, em uống bia rượu không được vậy. Uống do là như mặt trời mọc á. Giờ bạn gái đang trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi bạn ra ngoài Đà Nẵng gì rồi hẹn hò quen biết sao? Thì nếu mà cảm thấy hợp mà đồng ý thì có thể một tháng anh vào khoảng 2-3 lần. Chắc hôn, tháng vào 2-3 lần hả? Được không em? Còn ngoài ra thì liên hệ qua cổng thông tin điện Facebook nhắn tin. Bạn có hay công tác thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ có. Cũng có mà, giám đốc đi công tác nhiều mà. Dạ có chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Vậy là được rồi. Được rồi, Linh thấy vậy ổn không Linh? Dạ cũng ổn. Nhưng mà Linh nè, hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Có người thân dạ, không? Em có mợ với mấy em. Mợ hả? Dạ. Chào anh Nguyễn Ly và chào Cát Tường. Dạ, chào cô ạ. À, bình thường Linh ở nhà là người như thế nào hả cô? Thì Linh thì mê việc lắm ạ. Mê việc quá cho nên là cô nhà cũng có hỏi hoài mà thấy chưa thấy dắt về. Từ xưa giờ có dắt ai về chưa cô? Chưa. Chưa có mối tình nào hả em? Dạ có nhưng mà thấy cũng yêu đương nhưng mà cũng không đi tới đâu nên thôi không biết chưa dắt về. Dạ. Dạ cô thấy anh Minh Bảnh như thế nào hả cô? Mà thấy được á. Dắt anh này về được không mà? Được rồi, được rồi, được như thế nào? Cũng phù hợp với lại quê của Linh. Dạ. Ba mẹ cũng ở Đà Nẵng á. Dạ. Rồi còn anh có đi với ai không? Dạ em có bạn thân em. Rồi chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào anh. Và chào các quý vị khán giả. Đánh giá thế nào mọi người bên đó? Cảm nhận đầu tiên của em là thấy bạn này cũng rất là thật thà. Nói chung là tuy mấy việc nhưng mà thuộc tiếp người cổ điển và người phụ nữ của gia đình. Em khuyên gì với bạn em? Thì nếu như mà khắc phục được cái vấn đề khoảng cách thì có lẽ là hai người sẽ tiến tới được. Rồi cảm ơn anh. Thật ra cái chuyện khoảng cách nó không sao đâu. Anh này anh hứa là tháng anh vô 2-3 lần. Cho anh đúng không? Tháng vô 2-3 lần. Thay vì bình thường mà cùng cái địa lý thì mình có thể tìm hiểu 1 năm. Bây giờ mình tiết kiệm đi, mình rút lại 6 tháng thôi mình đám cưới được rồi. Đỡ tốn tiền vé máy bay ra vô. Dạ, cũng cùng quê nên dễ. Nhưng mà hỏi nghe này, bạn gái này không có thích người đàn ông mà chi ly quá. Bạn có chi ly quá không? Cũng không, em nói anh rất là người rất là thoải mái về vấn đề, nó không có chi ly lắm. Mai mốt lấy nhau về thì tiền bạc ai quản lý? Cho vợ, em tính hết đâu. Tính hết rồi. Giờ để dành được nhiều chưa, hỏi thiệt á. Dạ cũng đủ, nếu mà đám cưới thì vẫn đủ rồi. Vẫn đủ rồi ha. Dạ. Anh cao bao nhiêu? Cao 1m7. Cao 1m7, rồi đủ chuẩn luôn rồi. Đủ chuẩn rồi. Đúng rồi chị. Đây, để anh xem mặt bên đây coi làm sao nha. Em chào anh. Chào em, xinh đẹp quá. Dạ. Em tưởng tượng người đàn ông bên kia thế nào? Chắc là hiền lành. Rồi sao nữa? Nghĩ là chắc là chân thật lắm. Ý là có cái gì là nói cái nấy đó. Nãy giờ nghe tiếng là có cảm tình gì chưa? Cùng quê mà anh nên... Thấy anh hiền lắm á. Dạ. Hiền dễ anh hiếp. Hiền dễ anh hiếp lắm. Phải không? Cỡ nữa. Miễn cái chị khoái nhất cái vụ mà tiền có tính trước rồi. Giao cho vợ giữ hết. Đó là được rồi đúng không? Đúng rồi. Chị nói là được lắm. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Sao? Có khi mình trò chuyện xong dắt về Đà Nẵng luôn. Đỡ khỏi mất công đi ra đi vô tháng 3 lần. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu.
À, chào bạn. Dạ. Cảm ơn quà. Em cảm ơn anh. À, trong bạn rất là xinh. Dạ em cũng rất là vui mà là bạn cùng quê cùng Đà Nẵng. Dạ. Biết là không biết là ở Đà Nẵng ở nhà mình ở đâu. Em vẫn học bên xa. À tên công nghiệp hoặc là tên tên chịu. Dạ gần trường sư phạm. Nếu mà sau này mà đi tới những cái tốt đẹp hơn về vợ chồng ví dụ như đó thì mình có vấn đề này mình hỏi bạn là trong vấn đề giao tiếp á, ví dụ như trong cuộc sống gia đình, ví dụ trong quá trình giao tiếp mình nói chuyện với bạn bè người thân, trong đó mình nói sai vấn đề gì đó bạn không thấy hài lòng thì bạn sẽ cư xử như thế nào? Nếu mà đang là tiệc trà hay là gì đó nếu mà không đúng hài rồi, lòng tiệc trà nói chuyện thì em nghĩ là lúc đó thì mình cũng không có nên nhắc nhau, tại vì cái đó là phải về nhà nhắc nhau chứ không có thể nhắc trước mọi người như vậy, nó không có hay đâu. Dạ ok, mình chỉ cần vài thôi. Ôi vậy hả? Rồi mình bạn muốn hỏi gì mình không? Đó cái công việc của em đó, cái công việc của em đó nó như vậy thì anh cũng hỗ trợ đúng, đúng rồi, mình đã nghe hết rồi, mình chấp nhận được. Kêu bằng em đi, em có tình cảm. Anh nói cho cũng em rước nghe. Về Vinh rồi mà còn giờ này còn bạn bè gì nữa. Em muốn có nhiều đứa con, hỏi đi. Dạ, thật sự như vậy, về gia đình anh thì rất là vắng vẻ. Dạ. Còn nay anh cũng vấn đề anh Linh nói anh cũng quan tâm là sau này nếu mà được thì em muốn bao nhiêu đứa con. Ủa chứ không phải pháp luật cho có hai đứa mà anh thì phải đó, hai đứa. Bây giờ chứ ý bạn trai muốn là anh muốn mấy đứa? Anh thì ba đứa. À vậy hả? Không hai ba đứa thì cũng không sao, không vấn đề. Khi mà tới 4-5 đứa thì mới sợ thôi chứ có hai với ba thì cũng không có khả năng mình tài chính mình có thể lo được điều đó. Dạ. Thích cái câu đó quá. À thôi một cái câu tỏ tình gì đó, sao để mà mình nhanh mình rút ngắn cái thời gian mình rước cô ấy đi thấy là hợp quá trời rồi. Một câu nói cuối cùng. Thật sự là tới đây anh Nga nói chuyện thì anh thấy em là mẫu người anh đang tìm kiếm từ trước đến giờ, nên rất mong một ngày sớm để ở trong một mái nhà. Bạn gái có muốn nói gì với anh nữa không ạ? Thôi để chờ em bấm nút đi. Không nói được. Rồi. Nói với mợ trước. Nói gì sao thuyết phục mợ, mợ mới đồng ý nữa. Dạ, chào mợ. Thì vấn đề gặp Linh ở đây thì con rất là thật mến. Nếu mà hai đứa mà tiến xa với nhau thì con có mợ cũng yên tâm, con sẽ chăm lo hạnh phúc cho Linh. Rồi. Bây giờ là giây phút để tay nút bấm thiên liêng ha, quan trọng. 1 2 3 bấm rất đùng, bấm rất cùng lúc. Cùng quê gần nhà nhau, hỗ trợ công việc cho nhau, nắm tay nhau tuyệt vời đấy. Cảm giác anh như thế nào? Rất là ấm, rất là vui. À, khi nào bay ra Đà Nẵng lại? Hôm nay luôn hay ngày mai? Dạ, nó em chưa sắp xếp lịch nè, còn hẹn hò với bạn gái. Vậy thì đi coi phim liền đó. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau nữa để tìm hiểu nhau. Và đây là nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Dạ. Em cảm ơn anh Linh. Cảm ơn anh Quỳnh Linh. Cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn quý vị khán giả. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Nào dắt bạn gái đi xem phim đi. Không có yêu cầu nhiều, cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Cái này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Này đạt. Dạ không, dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Dạ. Bây giờ đàn ông cũng có giày đồ mà. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? À, có, giờ nó không có được rồi. Đúng rồi. Phải có. Phải có. Dạ. Mời nhà trai. Mời anh trai. Mời đàn gái. Trời ơi. Ngồi đi cưng. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. À, đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. À. Chào anh MC Linh, chào chị MC Hùng Vân. Rồi. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi.
Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Cô, bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước. Và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ nên tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là, ê bà có thấy tôi có gì xấu không bà? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Dạ. Ngoài cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích đứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái shop đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả? Em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em chia sẻ với chị luôn, với anh Quyền Linh là em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức, ngành bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng. Thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống đó chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ, luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Cái này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Đạt. Dạ không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại vì lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chứ. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt.
không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà này hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Thằng trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai đây, người phụ nữ dễ đây. Hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tự nhiên em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xuôi ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong dạ. Các món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em nấu cũng được ấy. Dạ, cảm ơn em. Em thử cái món đó xem là em thấy có bạn nữ á, bạn nấu có vừa miệng mình hay không. Nếu sử dụng không hết chuyển qua đây. Khi đi làm mình có thể dở cơm heo nào nó hâm được luôn á. Mình có thể đi làm dùng cơm trưa được. Thôi mình nước mạnh luôn nha. Đúng ăn rồi. Uống chứ nó rườm rà quá. Mốt đem đồ ăn đưa tôi cắt hết đi rồi chút tính sao. Rồi mình quanh kia mình đút lại cưng. Đi quanh kia đút lại. Ngon quá. Ngon không? Dạ ngon. Ăn đi còn nhiêu chuyển qua đây. Cái món này em nấu ngon lắm. Bạn em ngày nào cũng ăn siêu ngon. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Ngon không? Dạ, dạ ngon. Không, thật sự là cái món trứng là cái món mà em rất thích ăn luôn, rất thích ăn. Đi chơi em cũng rất là thích chứ không có vấn đề với anh cả. Thì anh làm quán hải sản có nhậu thì cũng đã từng tương tác và cũng đã từng dấn thân trong môi trường đi chơi cũng có rồi. Và những người bạn, những mối quan hệ của anh trong cuộc sống như xã hội này cũng có những người làm DJ. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á. Thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi với quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là về việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Vậy anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Yeah. Em thì em hay ghen lắm, cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn.
Về anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm, và những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn, cả những bạn nữ hay các bạn nam. Có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Ok, cảm ơn. Thôi, bạn nam hát tặng bạn nữ rồi bạn nữ đáp lại đi. Trước khi đến chương trình thì có chuẩn bị một bài hát là bài Làm Vợ Anh Nhé của Chi Dân. Nắm tay người ta để hỏi. Đứng lên em. Đó. Nắm tay hát sẵn hỏi luôn. Ok, em xin phép không? Okay. Bắt đầu ha. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Và giờ hai đứa trọn đời yêu anh nhé. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Rồi nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3, có bấm không? 1, 2, 3. Còn nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakyo tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á hả? Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên em. Dạ, chào 32 chị. Tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Rồi đi em. Xin mời nhà gái. Bên hàng rào kia đã có em gái. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ, em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh Nhân? À, em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindo. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa. À, và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi.
Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi ha. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? À? Mình hút ít à bạn ơi. Ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếu thôi à. À dạ. Một sáng như buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ học bác. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. À. Bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em hay thích theo ạ. À. Dạ. Oh. Em theo tranh ạ. À. Ok. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. À. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. À. À. Dạ. À, tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. À. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Ừ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. Ừ. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. Rồi. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. À. Chưa có luôn hả? Dạ đúng ạ. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên em. Dạ, chào 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ đúng ạ. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái. Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Đã có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có. Đúng rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba mẹ. Tình cảm nào chưa đó. Đồng ý hay là bạn lo học hành quá hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước là. Anh hỏi nè, có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt thích nhưng mà cũng chợt quên. Tại mình không có tiếp xúc nhiều á. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, cái em thích cô kia, cái em nói mai mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. Minh Hằng. À tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Xem mắt đàn gái coi. Chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó. 32 tuổi luôn đó. Cũng cao ráo ha. Tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi. Chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào. Thương. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Ha. Đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80? 80 được rồi. Để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ. Với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể được. Tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Wow. Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi với ai? Nhà em đi với mẹ và chú. Cháu nhân tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có ý kiến gì không mẹ? Gì, nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. Gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn. Yeah. Rồi, vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết, tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà vậy ai cũng hiền hết trơn. Ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đó Nhân nha.
Bây giờ là chuyện của em đó. Chàng trai 32 tuổi chưa có mối tình dắt dai nào hết. Anh có thì mình nhận quà. Mình nhận tranh trước ở đây rồi đây. Bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ, em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ, có bài thơ em tặng anh luôn ạ. Em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Em có cái vòng để tặng. Dạ. Em cảm ơn anh. Ôi, tôi ganh tị quá, tôi rờ cái coi, trời ơi. Đẹp nè, quá. Gia đình nhà trai ông giàu quá đi ông Linh à. Đó là xính lễ sơ sơ thôi. Vài bữa tôi còn khá nữa. Chúc em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ. Bài thơ có tựa đề là Hoa cỏ mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Thơ này làm sao? Thơ này ý nghĩa gì nè? Nói cho bạn nghe thơ này. Dạ, ai làm? Cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang, cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. Thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh kinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua tình vẫn không đổi thay. Hay không, giọng nam hay quá. Dạ có lẽ em quên, xin lỗi chương trình. Dạ. Nhân em hát bành hồi hộp quá. Tim người ta loạn nhịp rồi, sấm sét nổ ra rồi, người ta không nhớ nổi lời đâu. Ngồi tâm ngồi sự xuống đi. Đó, các bạn tâm sự với nhau đi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. Thường cuối tuần em có rảnh không ạ? Công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì trước là phải chân thành. Dạ. Trung thủy. Dạ. Mà mình phải có sự thẳng thắn nữa. Cái gì mình phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ, em ý em cũng giống ý anh vậy á, chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ mỗi ngày đều được với anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ, tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi thôi vậy chuyện 6 giờ sáng đi. Chuyện 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng em mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 trời giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái xin, vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3-4 giờ sáng như thế. Lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái chênh lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi cái công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể được việc khác á. Có thể được. Dạ. Tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền đó. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha. Đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút. Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào.
Dạ. Khi mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác mình có một cái gì đó nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. Bên tay trái đó Nhân. Đây, nút đây. Bây giờ cả hai chúng ta hướng về phía trước, nhắm mắt lại. Mình kiểm tra một lần nữa. Quan trọng nhất là Vũ Thường. Thật sự, nếu em cảm giác đây là người đàn ông có thể che chở cho mình, nếu thật sự mình có một chút cảm tình thôi cũng được, đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm mà bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Trời, chúc mừng ơi. Chúc mừng Nhân nha. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nắm tay nhau nè, áo xanh cặp nè, vô tình nè, thấy chưa? Tôi rất thích im rồi. Tôi rất thích hai nút bấm này. Ừ. Một cô gái Vũ Thường nhẹ nhàng nhưng quay rất thông minh đấy. Một chàng trai đủ bản lĩnh để che chở cho Thường. Và hãy cố gắng lên Nhân nha. Hãy giữ lấy tình yêu của mình. Có gì thông báo tin vui cho tụi anh nha. Rồi bây giờ Nhân có một lời nào với lại gia đình của Thường đi cưng? Dạ thưa hai bác, là con nhìn bé Thường thì con thương bé Thường rồi. Dạ con xin hai bác là con được làm quen với bé Thường. Dạ, sau này là chăm sóc bé Thường. Bác cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội để đến với nhau. Dạ. Rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ. Thì nói gì với đúng mẹ rồi. Với chú đi. Nói gì với mẹ với chú. Coi như là hôm nay tụi con gặp nhau ở đây cũng có duyên. Nếu được tụi con tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì con chăm sóc anh và chăm sóc bác, xem bác như mẹ của con ạ. Đúng rồi đó. Ngọt ngào. Đẹp lắm. Em phải trao nụ hôn đầu tiên của em cho cô gái này. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Nụ hôn đầu tiên của em đó. Bên tay phải, vén tóc nhẹ nhàng lên. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Để nguyên. Bên đây một cái nữa, bên đây một cái nữa. Bên má bên đây. Đó, đúng rồi. Ok, ok. Dễ vui vẻ quá. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakire tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là bó hoa hồng thắm của anh ấy tặng cho bạn. Chiếc đồng hồ tình yêu. Trời ơi, tự tay em làm đó. Hãy giữ những gì chúng ta đã nói ở đây nha. Chăm sóc cái mối tình này để nó thăng hoa thành một cái hạnh phúc cho suốt cuộc đời còn lại nha. Chúc hai em hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Từ từ, để bạn gái đi trước. Bữa nào gặp tôi sẽ chỉ cho một bài chăm sóc cô gái nha. Tội nghiệp chàng trai mới yêu lần đầu. Để ta tự nhiên đi, đừng nhìn người ta nữa, người ta rối. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
Ưu điểm của con là người sống rất là kỷ luật và rất là tôn trọng thời gian và rất là yêu thích trẻ con. Khuyết điểm của con thì cũng vẫn còn nóng tính. Hồi trước thì khi con có nóng tính á, thì con có đập đồ nhưng mà mình đập những cái gối thôi để nó không bể. Khuyết điểm của con là hay nhút nhát, rất là sợ nói chuyện với con gái. Chào cưng. Trời ơi chị này hấp quá. Chị mộng quá. Tại chị ăn thịt heo nhiều đó. Em thích mẫu người thứ nhất là phải có sạch sẽ, không hút thuốc, không uống rượu. Tiếp theo là không gia trưởng, không ki bo và không quá cọc tính. Nói chung là người đó là tuyệt đối là không được lớn tiếng,